Lý Băng Băng khó ưa vì đuổi 20 người giúp việc, lương cao ngất cũng không ai dám làm vì điều này. Mới đây, trang tin 163 chia sẻ bài viết bóc trần tính cách thật của Lý Băng Băng khiến cư dân mạng xứ Trung xôn xao. Bài viết cho biết nàng đại hoa đáng cực kỳ khó tính và khắc khe. Nữ giáo viên đã đuổi tổng cộng 20 người giúp việc, sau này dù trả lương cao ngất cũng không ai dám làm vì quá sợ tính cách của cô. Trang 163 tiết lộ Lý Băng Băng bị bệnh cua sạch sẽ. Trong vòng 3 năm, Lý Băng Băng đuổi 20 người giúp việc vì lý do những người này không đảm bảo đúng yêu cầu vệ sinh cô đưa ra. Nữ giáo viên sẵn sàng công khai mức lương 100.000 tệ một tháng, tương đương 350 triệu đồng dành cho người giúp việc khiến cô cảm thấy hài lòng, vậy nhưng chưa có ai trụ được quá lâu. Trong buổi thử việc, Lý Băng Băng sẽ yêu cầu người giúp việc rửa rau cho mình xem. Có người chỉ rửa 1 đến 2 lần nước, Lý Băng Băng lắc đầu và cho rằng không sạch. Người khác rửa 8 lần liên tục, vò và lau từng lá rau, vậy nhưng sau thử thách này, Lý Băng Băng lại cau mày, đổ rau vào thùng rác và tuyên bố họ đã trượt bài đánh giá. Lý Băng Băng giải thích người giúp việc rửa rau mà không đeo găng tay, dù có rửa bao nhiêu lần thì mầm bệnh trên tay vẫn có thể truyền sang rau. Không chỉ vậy, họ còn không rửa nước muối. Ngoài ra, Lý Băng Băng cho rằng sau khi rửa rau phải chế biến ngay lập tức, để ngoài không khí quá lâu, rau sẽ bị nhiễm khuẩn, có khi còn tệ hơn lúc chưa rửa. Dù rằng đạt đỉnh cao danh vọng với vô số bộ phim truyền hình hot, vậy nhưng trong suốt bao năm qua, điều mà nàng đại hoa đáng trăn trở chính là không thể tìm được người giúp việc đúng ý cô 100%. Khi tham gia chương trình thực tế hướng về cuộc sống, khi thấy Lưu Hiến Hòa rửa bát, Lý Băng Băng liền cằn nhằn và phàn nàn, rửa thế này sao mà sạch được. Sau đó, cô đem số bát trên rửa lại bằng nước muối. Điều này khiến Lưu Hiến Hòa sượng mặt, không biết phải xử lý làm sao. Không chỉ có yêu cầu cao với người giúp việc, Lý Băng Băng còn kỹ tính với chính những vị khách được cô mời tới nhà chơi. Một người bạn thân trong showbiz của cô là MC Tạ Na, từng được nàng Băng Lý mời tới nhà ăn tối. Vừa bước chân vào nhà, Tạ Na đã bị Lý Băng Băng yêu cầu dùng bọc dày, sau đó nhắc nhở nữ MC phải buộc tóc lên để tránh việc tóc rụng rơi xuống thảm trải nhà, rất khó thu dọn sạch sẽ. Khi bước vào phòng khách, Tạ Na vừa có ý định ngồi vào bộ sofa bằng da ở giữa phòng. Lý Băng Băng thấy vậy vội vàng ngăn lại, sau đó lấy ra một tấm đệm trải lên ghế rồi mới để Tạ Na an toàn. Bản thân Lý Băng Băng cũng cảm thấy khổ sở về bệnh sạch sẽ của mình. Cô ý thức được bản thân yêu cầu quá cao nhưng lại không thể kiểm soát được hành động. Chỉ cần người khác không làm đúng yêu cầu của cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đến đi ngủ cũng không được ngon giấc. Bên cạnh Lý Băng Băng, trang 163 cũng liệt kê ra những nhân vật mắc chứng cuộc sạch sẽ không khác gì Lý Băng Băng, điển hình là Lưu Gia Linh. Thời điểm đóng phim cùng đạo diễn Từ Khắc, bà xã Lưu Triều Vĩ yêu cầu Từ Khắc phải trang trí thay lại bồn tắm và bồn cầu cho mình tại nơi đóng phim bởi vì không thể chịu nổi nhà tắm bị bẩn. Thậm chí tại nhà riêng, Lưu Gia Linh không bao giờ dùng chung phòng tắm với chồng. Phòng tắm riêng của cô không bao giờ được phép đồng lại một giọt nước nào. Nữ diễn viên sẽ yêu cầu người giúp việc lau khô, khử trùng phòng tắm ngay sau khi dùng xong. Thư Kỳ là một trong những minh tinh được trải nghiệm bệnh sạch sẽ của Lưu Gia Linh. Một lần nọ, cô vô tình ly lạc vào phòng tắm riêng của đàn chị để đi vệ sinh. Ngoài mặt, bà xã Lương Triều Vĩ không tỏ thái độ gì. Thế nhưng ngay sau khi Thư Kỳ ra về, Lưu Gia Linh lập tức thay mới toàn bộ bồn cầu, bồn tắm và các vật dụng cao cấp khác. Diễn viên Mã Tô, bạn thân của Lý Tiểu Lộ cũng mắc bệnh cuộc sạch sẽ. Mỗi khi có bạn bè đến thăm, nữ diễn viên sẽ yêu cầu họ cởi bỏ áo khoác ngoài và phải mặc quần áo mà cô chuẩn bị cho khách rồi mới được ngồi lên sofa nhà cô. Nam thần Cố Thiên Lạc được mọi người yêu thích nhất nhờ vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Thế nhưng anh hùng Dương Quá phong trần bao nhiêu thì ngoài đời, Cố Thiên Lạc lại sạch sẽ bấy nhiêu. Mỗi lần quay xong một cảnh phim, việc đầu tiên của nam diễn viên làm đó là tắm. Nếu như mọi người thích ngồi nghỉ ngơi thì chỉ có tắm mới làm cho Cố Thiên Lạc cảm thấy thoải mái và thư giãn nhất. Có lần, đoàn làm phim quay xong thì rủ nhau đi ăn trưa, nhưng mọi người vẫn phải đợi anh chàng tẩy trần cả tiếng đồng hồ. Điền Lượng được đánh giá là một trong những nam thần mắc bệnh sạch sẽ nặng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dù mùa hè hay mùa đông, nam tài tử cũng phải tắm ít nhất là 3 lần một ngày. Nhà cửa của anh ngăn nắp đến mức bạn bè không dám đến chơi vì sợ sẽ gây phiền toái cho căn nhà sạch sẽ này. Tính cách này của Điền Lượng đã lây sang cả con gái. Trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, chính Điền Lượng cũng thấy sợ bệnh sạch sẽ của con. Tuy nhiên, sau khi ý thức được là cha nào con nấy, anh chàng chỉ biết cười khổ mà năn nỉ con ở bẩn một chút cũng không sao cả.